Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa qua, 37 xe quá tải từ 30% đến 300% bị Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện và kiểm tra. Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ với cả phương tiện và doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Hiện tại đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm, đúng theo quy định, sai tới đâu xử lý tới đó. Sau khi có kết luận, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ có báo cáo Bộ Công an trước ngày 30 tháng 12. Không chỉ vụ việc này, từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ kiểm tra đột xuất toàn bộ những dự án có phương tiện chở đất ở các địa bàn trong tỉnh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khẳng định. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, tổ công tác của Cục vừa bất ngờ kiểm tra hàng loạt ô tô ben chở vật liệu xây dựng trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đến 2 giờ sáng ngày 15 tháng 12, tổ công tác đã dừng kiểm soát 44 xe, trong đó có 37 xe vi phạm quá tải trọng, 9 xe vừa vi phạm quá tải vừa vi phạm cơi nới thành thùng, 1 xe vi phạm quá tải từ 30% đến 50%, 5 xe vi phạm quá tải trên 50% đến 100%, quá tải từ trên 100% đến 150% là 5 trường hợp và quá tải trên 150% là 26 xe. 3 trường hợp vi phạm cơi nới thành thùng, 1 trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe, 1 trường hợp không có phù hiệu và 1 trường hợp đang tiếp tục kiểm tra. Đáng nói, trong số các xe tải vi phạm này, có trường hợp quá tải từ 250 đến 300%, như trường hợp xe mang biển kiểm soát 14H025XX do tài xế PQH tên viết tắt, sinh năm 1973, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh, điều khiển, quá tải 305,71%. Xe mang biển kiểm soát 14C377XX do tài xế VML tên viết tắt, sinh năm 1991, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh, điều khiển, chở quá tải 263,1%. Có trường hợp xe mang biển kiểm soát 14H015XX do tài xế BVT tên viết tắt, sinh năm 1999, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh, điều khiển, vừa chở quá tải 143,26%, vừa cơi nới thành thùng đến gần 1 mét. Theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, đây là kế hoạch trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an. Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông kiểm tra đột xuất bất ngờ những phương tiện chở đất trên tuyến đường tại thị xã Quảng Yên. Tất cả các xe tải và tài xế đều bị kiểm tra trọng tải, nồng độ cồn và ma túy. Vào lúc 21 giờ ngày 15 tháng 12, trên quốc lộ 55 đoạn qua địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Vào thời điểm trên, chị Trần Lê Thờ, tên viết tắt 37 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, lái ô tô chạy từ hướng trung tâm thành phố Bảo Lộc về hướng xã Lộc Thành. Khi đến ngã ba Đại Bình, chị Thờ chuyển hướng để rẽ vào quốc lộ 55 thì lạc tay lái, tông vào hiên nhà của tiệm sửa xe trên đường Trần Hưng Đạo, quốc lộ 55, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Cú tông mạnh khiến bức tường của căn nhà bị sập, cột chống hiên nhà bằng bê tông gãy đổ, chiếc xe của chị Thờ bẹp nát phần đầu. Lúc này trên xe chị Thờ chở hai người đàn ông và hai cháu nhỏ. Vụ tai nạn khiến một trong hai cháu nhỏ bị thương, phải đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Nhiều người chứng kiến cho biết, chị Thờ lái xe vì hai người đàn ông trên đã uống rượu bia. Rất may, thời điểm chiếc ô tô do chị Thờ lái vào đã không có ai ngồi trước hiên nhà nói trên. Công an thành phố Bảo Lộc đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chủ trương nồng độ cồn bằng không đã nhận được sự ủng hộ lớn từ đông đảo người dân. Mức xử phạt nặng hàng chục triệu đồng, tước bằng lái lên đến 2 năm, thậm chí người vi phạm nồng độ cồn còn bị gửi giấy về nơi công tác, đã có tác dụng răn đe lớn. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện nhiều trường hợp ngang nhiên điều khiển phương tiện giao thông khi say xỉn, gây ra những tai nạn thương tâm. Một số đối tượng sẵn sàng tấn công, tông xe vào cảnh sát giao thông để trốn tránh việc đo nồng độ cồn. Ví dụ điển hình là trường hợp xảy ra tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vào ngày 15 tháng 12. Khoảng 20 giờ 10 phút, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Duy Tiên tiến hành lập chốt đo nồng độ cồn trên tuyến đường Khánh Hòa, thị xã Duy Tiên. Lúc này, các chiến sĩ ra tín hiệu dừng một xe ô tô con để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành mà tăng ga đánh lái, đâm thẳng về phía hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, rồi bỏ chạy. May mắn, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã kịp thời tránh né nên chỉ bị xây xước nhẹ. Ngay trong đêm 15 tháng 12, lực lượng công an đã truy tìm được người lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đâm trực diện vào hai cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Vị đại diện này cho biết thêm, nam tài xế gây tai nạn cho hai chiến sĩ cảnh sát giao thông sinh năm 2003, trú tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, nam tài xế có đầy đủ giấy tờ liên quan đến việc điều khiển phương tiện. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Ngày 6 tháng 8, Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Lộc Hữu Minh, 39 tuổi, thường trú tại Bà Rịa Vũng Tàu, về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan công an, đêm 2 tháng 8, tại giao lộ ngã tư đường Tôn Đức Thắng, Hùng Vương, tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nhân Trạch ra hiệu cho Minh dừng xe máy để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, Minh không chấp hành và có lời nói lăng mạ, xúc phạm lực lượng công an. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ cho đồng chí Thượng úy Trương Sĩ Hiếu, Công an thị trấn Hiệp Phước cùng bảo vệ dân phố đưa Minh về trụ sở Công an thị trấn Hiệp Phước để tiến hành làm việc, lập biên bản. Tại trụ sở công an, Minh chống đối, đấm vào mặt Thượng úy Hiếu, khiến cảnh sát này bị rách mặt, chảy nhiều máu. Lực lượng công an phải khống chế, lập hồ sơ, giao cơ quan cảnh sát điều tra huyện Nhân Trạch để xử lý. Trước đó, hồi tháng 9, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ. Tài xế liên quan vụ án trên là Hoàng Văn Linh, 40 tuổi, ngụ huyện An Dương. Và tối ngày 10 tháng 9, Linh điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn mà bỏ chạy, sau đó đâm xe vào một cảnh sát giao thông ở Hải Phòng. Khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 9, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông huyện An Dương, thành phố Hải Phòng lập chốt kiểm soát nồng độ cồn thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương và phát hiện ô tô 15A57763 có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã sử dụng 3 mô tô truy đuổi và tài xế liên tục lạng lách không dừng lại. Khi đến ngã ba Nguyễn Trãi, quốc lộ 5, tài xế đã tông trúng mô tô khiến một cảnh sát giao thông bị xây xát, một mô tô chuyên dụng hư hỏng. Tài xế tiếp tục bỏ chạy và chỉ bị bắt cho đến khi chạy đến thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong của huyện này. Tại trụ sở công an, tài xế khai tên Hoàng Văn Linh và được kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện vi phạm ở mức rất cao, 0,688 ml gam trên 1 lít khí thở. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Huyền, 31 tuổi, quận Liên Chiểu để phục vụ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Huyền đã có 2 tiền án và 1 tiền sự. Sau khi ra tù, Huyền bỏ nhà đi lang thang. Tối 6 tháng 8, Huyền dụ bạn trai mới quen là anh NDH, tên viết tắt 27 tuổi, vào một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành qua đêm. Lợi dụng anh H ngủ say, Huyền đã lấy đi một điện thoại và 1,95 triệu đồng. Huyền còn trộm 2 chiếc điện thoại di động và 1 triệu đồng của lễ tân khách sạn. Ngày 14 tháng 12, Công an quận Thanh Khê phát hiện Huyền nên đã phối hợp bắt giữ và bàn giao cho Công an quận Hải Châu. Đấu tranh mở rộng, Công an còn xác định Huyền là nghi phạm chính trong 2 vụ trộm cắp khác với thủ đoạn dụ đàn ông vào khách sạn. Hiện Nguyễn Thị Thanh Huyền đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Sáng 16 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Thao A Cang, 42 tuổi và Thao A Thông, 32 tuổi, cùng chú huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cang và Thông bị ban chuyên án của Công an thành phố Vinh bắt quả tang vào sáng 15 tháng 12 khi đang vận chuyển ma túy khủng từ Sơn La vào Nghệ An bán. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 2 kg ketamine, 7 kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, cuối tháng 11, thông qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vinh phát hiện đầu mối cung cấp ma túy cho một số điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố Vinh là từ Sơn La. Công an thành phố Vinh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để điều tra. Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ việc một tài xế xe taxi bị cướp tấn công bằng dao. Theo thông tin ban đầu, tối 14 tháng 12, Nguyễn Văn Mạnh, 15 tuổi, quê Bạc Liêu, gọi anh Nguyễn Doãn T, tên viết tắt tài xe taxi, đến chở đi từ thành phố Dĩ An về phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên. Đến khuya cùng ngày, khi đi đến đường Hội Nghĩa 06, Mạnh nói đã đến nơi và yêu cầu dừng xe. Đúng lúc này, Mạnh dùng dao tấn công nhiều nhát vào người anh T. Nạn nhân chống trả quyết liệt và hô hoán kêu cứu. Người dân phát hiện vụ việc thì đã nhanh chóng đến trợ giúp. Cùng lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Hội Nghĩa đang tuần tra gần đó cũng kịp thời đến khống chế, bắt giữ Mạnh và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận do không có tiền nên đã nghĩ ra cách bắt xe taxi để cướp tài sản của tài xế. Hiện tài xế taxi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định. Nói tới nghề nhà giáo, một nghề được tôn trọng cao quý là thế, nhưng cũng đi kèm bao nỗi vất vả thăng trầm. Cứ nhìn vào vụ việc nữ giáo viên ở Tuyên Quang bị chính học sinh của mình hành hung, chúng ta sẽ thấy không chỉ vất vả vì những đặc thù của nghề nghiệp, áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng đè nặng lên vai những người trong ngành giáo dục. Chiều 15 tháng 12, ông Huỳnh Tấn Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho biết liên quan việc 17 cán bộ giảng viên của trường đồng loạt nghỉ việc
do bị nợ lương. Lãnh đạo nhà trường đã họp cùng những người lao động để tìm hướng giải quyết. Ông Tuấn thừa nhận việc chậm lương khiến cán bộ giảng viên của trường bức xúc. Theo ông Tuấn, sau cuộc họp, hai bên thống nhất cán bộ giảng viên tiếp tục làm việc đến hết ngày 31 tháng 12. Thừa nhận việc chậm lương đã ảnh hưởng đến đời sống cán bộ giảng viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam lý giải, việc nợ hơn 5,7 tỷ tiền lương của 114 cán bộ giảng viên là do dự toán kinh phí đầu năm đã thấy không hợp lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu bình quân sinh viên. Cụ thể, dự toán kinh phí tại trường cả năm là 8,5 tỷ đồng, thu tiền từ gần 500 sinh viên 3 tỷ đồng, tổng hơn 11 tỷ đồng, giảm trừ dự toán 3,8 tỷ đồng, số tiền còn lại không đủ cho chi phí trả tiền lương. Theo các giảng viên, nhà trường đã không thanh toán tiền lương và phụ cấp cho họ trong thời gian 6 tháng, tính từ tháng 7 năm 2023 đến nay. Dù vậy, các cán bộ giảng viên vẫn cố gắng lên lớp vì không muốn ảnh hưởng tới việc học tập của sinh viên. Tuy nhiên, do thời gian nợ lương kéo dài, đời sống của nhiều cán bộ giảng viên đã rơi vào cảnh rất khó khăn, không thể tiếp tục công việc. Tại khoa điều dưỡng, việc ngừng hoạt động giảng dạy sẽ ảnh hưởng tới 6 lớp D17A, D17B, D18A, D18B, Y26, D6S. Các học phần ảnh hưởng là vận động nội tiết, tâm lý, kỹ năng giao tiếp, thực hành tại trường, thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, v.v. Ông Huỳnh Tấn Tuấn cho biết, hôm 15 tháng 12, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức cuộc làm việc với các giảng viên để bàn hướng giải quyết. Vấn đề nợ lương người lao động tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã kéo dài thời gian qua. Hiện nhà trường đã nợ 6 tháng lương của 114 người lao động, với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị này còn chậm đóng bảo hiểm nhiều tháng nay. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu trường Cao đẳng Y tế báo cáo giải trình kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan việc chỉ đạo hoạt động của trường để xảy ra khuyết điểm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, ngày 7 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam họp kỳ thứ 36 đã xem xét kết luận kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm quy định về quản lý sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của trường. Những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy. Xét nội dung tính chất mức độ tác hại nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định 69 QĐ-TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Từ vụ việc trên có thể thấy, bên cạnh học tập các môn theo chương trình, việc chấn chỉnh phương pháp giáo dục sao cho có hiệu quả cũng là vô cùng cấp thiết. Cầu tiên học lễ hậu học văn quả không sai. Muốn thành người, trước tiên học sinh phải học lễ phép, sau đó mới học kiến thức. Văn hóa ứng xử nên được truyền đạt thêm tới các em trong các tiết học ngoại khóa, kỹ năng sống, để việc học tiếp thu kiến thức, kỹ năng giao tiếp cũng như cách ứng xử của các em mang lại hiệu quả hơn. Trong báo cáo đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Hoàng Việt Phương cũng điểm các kết quả xử lý vụ việc mà video quay lại cho thấy học sinh quay cô giáo ngày 29 tháng 11. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương ngày 6 tháng 12 đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Văn Phú để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến công tác quản lý giáo viên học sinh. Với giáo viên PTH, tên viết tắt, huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo đang làm rõ mức độ vi phạm của giáo viên PTH để xử lý theo quy định. Đối với các học sinh, huyện Sơn Dương đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ mức độ vi phạm để xem xét xử lý. Tuy nhiên, cách xử lý vụ việc trên chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Muốn giải quyết phần gốc rễ thì phải cải tổ nền giáo dục và văn hóa theo hướng dạy làm người trước hết. Những văn hóa cơ bản trong ứng xử giữa người với người, tôn sư trọng đạo cần được chú trọng nhiều hơn. Liên quan đến sự việc trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Trường Đại học Văn Lang nhận định: thực tế cho thấy những hành vi học sinh vô lễ, xúc phạm thầy cô hiện nay là do giáo dục từ phía gia đình.
nhiều phụ huynh quấy rối và bắt nạt giáo viên bằng lời nói, chỉ trích trực tiếp. Các cuộc gọi phàn nàn, họ cũng có thể quấy rối hoặc qua văn bản như hàng loạt tin nhắn, email, đề nghị, yêu cầu vô lý, đe dọa sẽ kiện lên người quản lý cấp trên, thậm chí là hành vi hung hăng xâm hại như hành vi đập phá đồ đạc của họ, hoặc tấn công trực tiếp như trong vụ việc này. Tất cả đều gây thêm những áp lực và cảm xúc tiêu cực lên giáo viên. Hoặc có những phụ huynh bên vực con em khi làm điều sai trái, đe dọa cả giáo viên khi con bị phê bình, nhắc nhở. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Anh chia sẻ, mặc dù hiện nay đã có bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường, nhưng việc triển khai trong thực tiễn vẫn còn là một khoảng cách. Đặc biệt là nhiều phụ huynh chưa nắm rõ được nội quy hành xử khi đến trường, như phải đúng mực, tôn trọng, không bị đặt thông tin, không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, nắm được những gì không được làm, những gì không mang tới trường, v.v. Bên cạnh đó, cần xem xét lại công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường học. Không thể để tình trạng học sinh vô lễ, bạo lực bằng hành vi, ngôn ngữ phản giáo dục với giáo viên trong nhà trường có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của không chỉ giáo viên, cán bộ nhà trường mà còn ảnh hưởng tới chính các em học sinh. Vụ việc gây tranh cãi nhiều nhất trong suốt một tuần qua là việc một nhóm học sinh có hành vi vô lễ quay giáo viên tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nghiêm trọng hơn, cô giáo sau khi bị học sinh ném dép trúng mặt đã ngất xỉu. Không chỉ công an vào cuộc làm việc để xác minh vụ việc, ngay sau khi nắm được thông tin, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã khẩn trương chỉ đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Sơn Dương xử lý nghiêm. Văn bản của Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm nhà giáo trong các cơ sở giáo dục. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị công đoàn ngành, các tỉnh, thành phố đề xuất phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, trường học tăng cường các biện pháp giáo dục học sinh, thực hiện kỷ cương trường học, kỷ luật học đường. Công đoàn ngành các tỉnh, thành thực hiện nghiêm túc phương châm thầy ra thầy, trò ra trò trong các nhà trường. Đồng thời chỉ đạo công đoàn các trường học rà soát thông tin, nắm bắt các vấn đề nảy sinh, kịp thời can thiệp, giải tỏa, chấn chỉnh để không xảy ra các hiện tượng vi phạm quy định đạo đức nhà giáo, các hiện tượng học sinh vi phạm kỷ luật. Đặc biệt là các vấn đề về công tác quản lý, quản trị trường học, Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo cơ sở phối hợp với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, chỉ đạo công đoàn các trường học trên địa bàn có biện pháp bảo vệ danh dự, nhân phẩm, tính mạng của nhà giáo, người lao động. Tiếp tục triển khai một cách hiệu quả việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ giáo viên có năng lực nghề nghiệp vững vàng, có kỹ năng xử lý, giải quyết các tình huống sư phạm, có trách nhiệm bảo vệ danh dự cá nhân và uy tín danh dự của nhà trường, của ngành giáo dục. Văn bản nêu rõ, đôn đốc các công tác viên dư luận xã hội của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại các trường học kịp thời phát hiện, phản ánh các vấn đề nảy sinh để nhận được sự hướng dẫn cụ thể. Một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nặng, mặt bị biến dạng, quần áo xộc xệch, được phát hiện trong rẫy cà phê của người dân tại thôn 22 xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột vào chiều cuối năm 2019. Sự việc khiến cộng đồng dân cư vốn sống bình yên nơi đây xáo động với những tin đồn về một vụ án hiếp dâm giết người cướp tài sản đặc biệt dã man. Xuyên qua rẫy cà phê của ba hộ dân, con đường mòn đất đỏ hun hút dẫn tổ khám nghiệm hiện trường công an tỉnh Đắk Lắk đến rẫy cà phê của gia đình ông Nguyễn Quang Tân, nơi phát hiện tử thi. Đập vào mắt những người có mặt tại hiện trường là một thi thể nữ giới nằm sâu phía trong rẫy, đã bị trương phình thối rữa, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Tay trái của nạn nhân duỗi thẳng theo người, tay phải vuông góc với đầu, bàn tay phải bị khuyết với những vết cắt nham nhở. Cạnh vùng đầu và cổ trái có một áo khoác nữ, tay trái của áo khoác quấn quanh cổ, đặc biệt quần của nạn nhân bị kéo tụt xuống dưới đầu gối. Tại một vài gốc cà phê gần nơi phát hiện tử thi, tổ khám nghiệm hiện trường ghi nhận một chiếc dép bên phải của nạn nhân, một đoạn dây nửa xích, nửa da, dài 78cm, một khẩu trang y tế và một đoạn dây xích bằng kim loại màu vàng nhạt, dài 39cm, cũng được phát hiện. Xe máy, giấy tờ tùy thân, điện thoại và trang sức của nạn nhân không được tìm thấy tại hiện trường. Hung thủ là ai? Tại sao lại ra tay tàn độc như vậy với một cô gái trẻ trong rẫy cà phê vắng? Là câu hỏi lực lượng điều tra cần giải đáp, song ngay từ bước đầu đã vấp phải những trở ngại lớn. Điều nghiên kỹ hiện trường cho thấy khu vực rẫy cà phê này vừa qua mùa thu hoạch nên không ai quay lại làm việc. Vậy tàn thuốc lá, những bịch túi ni lông, vật dụng mang theo để sinh hoạt
trong lúc hái cà phê được phát hiện rải rác xung quanh hiện trường là của ai, vật dụng nào của đối tượng và nạn nhân, những vật dụng nào của người dân mang đến trong quá trình thu hoạch cà phê cần phải được làm rõ. Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn nhân bị phủ một lớp mỏng lá cà phê lên trên, toàn thân sạm đen như bị đốt nhưng không phát hiện dấu hiệu cháy. Do thi thể đã bị trương phình, các lớp da bị bong tróc nên quá trình lấy mẫu dấu vân tay gặp nhiều khó khăn. Theo bản kết luận giám định pháp y tử thi, nguyên nhân tử vong là suy hô hấp cấp không hồi phục do chèn ép cơ học vùng cổ. Vật tác động là vật mềm, dai, chắc, có chiều dài lớn hơn hoặc bằng 28cm tác động vào vùng cổ của nạn nhân. Từ hiện trường ban đầu, tổ công tác đưa ra nhận định đây có thể là vụ án giết người, song nạn nhân có bị cưỡng hiếp trước khi bị giết hay không cần phải xác minh thêm. Bởi tử thi bị phân hủy nặng, thời gian xảy ra vụ việc đã lâu nên việc thu thập dấu vết tổn thương bộ phận sinh dục cũng như dấu vết sinh học nhằm xác định việc nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không chưa thể xác định. Sau khi công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoàn tất, lực lượng điều tra vẫn chưa thể xác định được tính chất của vụ án là giết cướp hay giết hiếp, nên công tác điều tra ban đầu chưa có định hướng cụ thể. Bởi mâu thuẫn bột phát sẽ khác với mâu thuẫn xuất hiện từ trước, rồi sau đó điều nạn nhân xuống hiện trường để hiếp và cướp tài sản. Thêm nữa, chưa thể xác định được nơi phát hiện tử thi có phải là hiện trường chính hay không. Bởi vì nếu là hiện trường chính, thì làm cách nào hung thủ có thể điều được nạn nhân đến rẫy cà phê vắng vẻ, nằm cách xa khu dân cư đến như vậy? Ngoài ra, nếu không phải hiện trường chính, thì hiện trường mà hung thủ ra tay với nạn nhân là ở đâu? Khu vực rẫy mà hung thủ mang xác đến để phi tang là của ai? Rất nhiều câu hỏi buộc các trinh sát, điều tra viên phải tìm ra câu trả lời, như nhân thân của nạn nhân thế nào, các mối quan hệ của nạn nhân ra sao, vì sao nạn nhân lại có mặt ở hiện trường, tài sản của nạn nhân trước khi bị giết mang theo gồm những gì. Yêu cầu đầu tiên đặt ra lúc này là phải xác định được nạn nhân là ai. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an đã phát lệnh tìm kiếm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đồng thời phát động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Để tìm kiếm tung tích nạn nhân, cơ quan điều tra vừa thông tin lên các cơ quan đại chúng, vừa tiến hành rà soát lại những đơn trình báo mất tích là nữ giới. Hơn 10 giờ tối ngày 30 tháng 12 năm 2019, người nhà của nạn nhân đến liên hệ xin nhận dạng. Lúc này, danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hường, sinh năm 1988, trú tại thôn 3, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo trình báo, gia đình mất liên lạc với chị Hường từ trưa ngày 25 tháng 12 năm 2019. Khi đi, chị Hường có đeo dây chuyền vàng, nhẫn vàng, dùng điện thoại iPhone 6 và đi xe máy nhãn hiệu Vision. Đến tối cùng ngày, vì không liên lạc được với chị Hường nên gia đình đã đến cơ quan công an trình báo, đồng thời đăng lên Facebook để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ giúp đỡ. Một chi tiết khiến các điều tra viên chú ý đó là khi chị gái của nạn nhân đăng bài lên Facebook thì chính tài khoản Facebook của Hường lại vào bình luận với nội dung: "Chị đang đi Đà Nẵng, tuần sau chị về." Người chị khi đọc được dòng bình luận này càng thêm hoang mang, bởi Hường là em gái của mình nhưng trong câu bình luận lại xưng là chị, không đúng với cách nói chuyện thông thường của hai người. Tại hiện trường không tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân nên cơ quan điều tra đưa ra giả thiết hung thủ sau khi gây án đã lấy tài sản rồi tẩu thoát. Có thể hung thủ biết mật khẩu mở điện thoại hoặc thuê người bẻ khóa rồi vào trang Facebook của chị Hường và để lại bình luận như trên hòng đánh lạc hướng điều tra. Tiến hành điều tra mở rộng thêm đã xác định chị Hường có rất ít mối quan hệ xã hội. Thông thường quy luật hàng ngày của nạn nhân chỉ gói gọn trong việc sáng chở con đi học, về nấu cơm cho chồng. Sau đó lại chơi game online đến tối, có hôm đợi chồng về chị mới về nhà. Từ những thông tin do người nhà nạn nhân cung cấp và bản kết luận giám định pháp y, tử thi, càng khẳng định nạn nhân bị giết cướp tài sản và kẻ thủ ác vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Ngay lập tức, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phân công nhiều mũi trinh sát đi xác minh tìm kiếm thông tin liên quan đến vụ án. Mũi 1 điều tra thông tin liên quan đến các mối quan hệ trong quá trình chị Hường hay chơi game tại quán Internet. Mũi 2 đi tìm kiếm thông tin về chiếc xe máy mang nhãn hiệu Vision của chị Hường. Mũi thứ 3 có nhiệm vụ xác minh các thông tin liên quan đến điện thoại của nạn nhân. Mũi thứ 4 đến nhà riêng của chị Hường để nắm tình hình, làm rõ quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là các mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng nếu có.
mũi thứ 5 rà soát hiện trường nơi phát hiện tử thi để tìm nhân chứng, xác minh nghi phạm và nạn nhân di chuyển đến rẫy cà phê bằng phương tiện gì, ai là người đi cùng nạn nhân. Trong khi 4 mũi điều tra khác chưa nắm được thông tin gì đột phá giúp đưa đến việc bắt giữ hung thủ gây ra vụ án, mũi điều tra thứ 4 đã phát hiện những thông tin quý giá như nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hường từng có thời gian làm phục vụ trong quán bia. Chị Hương có nhiều mối quan hệ với các đối tượng hình sự. Ngoài ra, chồng nạn nhân cũng là người có nhiều tiền án tiền sự và đang hoạt động trong lĩnh vực cho vay lãi nặng. Đặc biệt, chị Hương có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp nên nạn nhân và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xô xát trong cuộc sống hàng ngày. Điều tra sâu về các mối quan hệ cho thấy nạn nhân mặc dù làm nội trợ, chỉ ở nhà nấu cơm cho chồng, chứ không có công việc xã hội. Tuy nhiên, chị Hương lại mê chơi game online. Đặc biệt, trong nhóm game thủ có đối tượng Nguyễn Quang Hùng, sinh năm 1992, trú tại xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là người thường xuyên tiếp cận và chơi game với nạn nhân. Tiến hành rà soát các camera, các trinh sát phát hiện đối tượng Hùng có chở nạn nhân đi đâu không rõ trước thời điểm nạn nhân mất tích và được phát hiện tử vong khoảng 7 ngày. Ngay sau khi có thông tin về đối tượng Hùng, cơ quan điều tra đã cử người đi xác minh nhân thân của người này. Cùng lúc này, tất cả các mũi trinh sát khác vẫn tiếp tục tỏa đi xác minh nhằm tìm ra hướng tiếp cận, làm rõ chân tướng vụ việc. Trong đó tập trung làm rõ nhân thân của Nguyễn Quang Hùng, nghi phạm chính của vụ án. Điều tra cho thấy Hùng có vợ con nhưng hai vợ chồng không ở với nhau. Người vợ ở xã Hòa Phú giáp ranh với xã Hòa Khánh, còn Hùng ở một mình với bố mẹ ở xã Hòa Khánh, cùng xã với hiện trường phát hiện thi thể chị Hường. Hùng làm nghề tự do nên di biến động khá phức tạp. Điều tra sâu về nhân thân Nguyễn Quang Hùng có rất nhiều điểm bất minh về mặt thời gian, trong đó đối chiếu có sự sai lệch về lời khai của người bố và người mẹ nghi phạm. Sau nhiều lần hứa hẹn trì hoãn, theo đề nghị triệu tập của cơ quan điều tra, cuối cùng Nguyễn Quang Hùng cũng phải chấp hành, nhưng tại đây Hùng không thừa nhận quen biết với nạn nhân. Tiếp xúc với cơ quan điều tra, Hùng tỏ ra rất bản lĩnh và bình tĩnh, trả lời rành rọt các câu hỏi của điều tra viên đưa ra, kể cả ngày giờ đi đâu làm gì. Riêng ngày gây án, đối tượng khai đi xuống huyện Ea Leo, cách hiện trường vụ án khoảng 90 km, đi từ sáng đến chiều mới về. Mặc dù vậy, Hùng đã để lộ cái đuôi cáo khi làm việc với điều tra viên về hành trình xuống huyện Ea Leo. Theo lời Hùng, anh ta di chuyển hết 4 tiếng đồng hồ quãng đường 90 km mà không dừng nghỉ ở nhà người quen nào. Nhưng Hùng không giải thích được lý do tại sao bản thân lại di chuyển với tốc độ chỉ hơn 20 km/h suốt khoảng thời gian 4 giờ đồng hồ. Hơn nữa, cơ quan điều tra cũng đã thu thập được tất cả camera từ nhà dân ghi lại hành trình này, kể cả ở trạm thu phí. Đặc biệt, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, tâm lý Hùng tỏ ra bất an và rất nặng nề. Đối diện với bức hình của nạn nhân, đối tượng không dám nhìn thẳng và tỏ vẻ hoảng sợ. Cuối cùng, trước những bằng chứng là các tin nhắn được khôi phục trong điện thoại, chứng minh quan hệ mật thiết giữa Hùng và nạn nhân đã khiến y phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Không vợ con, không nhà cửa, hàng chục năm qua, anh Đỗ Thanh An, con trai bà Phan Thị Khanh, sinh năm 1954, nạn nhân 26 tuổi trong một vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào năm 1980, vừa mưu sinh với đủ thứ nghề, vừa truy tìm nghi can giết mẹ bất kể ngày đêm. 41 năm qua, cái chết đau đớn của mẹ luôn in sâu trong tâm trí tôi, không thể nguôi ngoai. Cứ nhắm mắt là hình ảnh mẹ lại hiện rõ mồn một. Dù khi mẹ bị giết, tôi chỉ mới là đứa trẻ 8 tuổi. Anh An tâm sự. Bão giông ập xuống cuộc đời cậu bé An vào ngày 31 tháng 7 năm 1980 khi bà Khanh từ nhà vào rẫy thu hoạch bắp, nhưng đến chiều tối vẫn không thấy về nhà. Gia đình anh tìm kiếm thì phát hiện thiếu phụ nằm chết ở đồi dốc gần rẫy bắp, cách quốc lộ 1A chỉ 7 m. Theo hồ sơ của công an tỉnh Bình Thuận, xung quanh hiện trường ở thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải, nay là tỉnh Bình Thuận, cây cỏ rậm rạp, có một con đường mòn rộng khoảng 50 cm. Nạn nhân mặc áo màu hồng nhạt, quần đen, có 5 vết chém trên đầu và nhiều vết chém ở cánh tay, bàn tay. Bên cạnh là gánh bắp, chiếc nón lá và một cây rựa dính máu. Anh đang nhớ lại, cả buổi chiều hôm đó anh được mẹ dẫn theo lên rẫy gần nhà để hái bắp. Đến chuyến cuối cùng, mẹ không cho anh theo nữa vì đã chiều muộn. Đó cũng là gánh bắp cuối cùng của mẹ anh. Lần cuối anh An được làm nũng mẹ. 4 năm trước ngày xảy ra án mạng,
vào năm 1976, chồng mất, bà Khanh ôm cậu bé An chưa đầy 3 tuổi từ Bình Định cùng mẹ ruột và em trai vào Tân Minh, Bình Thuận sinh sống. Làm ăn dành dụm, bà Khanh dựng được một ngôi nhà nhỏ, nhưng sau đó bị thiêu rụi một cách bí ẩn. Rất may, số nữ trang 1,6 lượng vàng 24K, gồm một chiếc lắc, một đôi khoen, hai chiếc nhẫn và một chiếc còng, bà Khanh mang trong người nên không bị mất trong vụ hỏa hoạn. Kể từ đó, bà Khanh may một túi vải nhỏ đựng số nữ trang trên, lúc nào cũng mang theo bên mình. Ngày định mệnh, xác bà Khanh được phát hiện ven đồi, nhưng túi vải đựng số nữ trang có giá trị cao thời điểm đó đã không còn trong người. Cũng trong buổi chiều xảy ra án mạng, ông Võ Tê, sinh năm 1932, lúc đó 48 tuổi thấy nạn nhân đi gánh bắp lúc 16 giờ. Rẫy bắp của bà Khanh là diện tích đất của gia đình ông Tê. Thấy mẹ quá con côi, không có đất đai, nên ông Tê cho bà Khanh canh tác. Hôm đó, ông Tê cùng hai con trai là Võ Ngọc và Võ Cường chuẩn bị đi câu cá. Trong lúc đang mắc mồi vào lưới câu, ông Tê thấy bà Khanh gánh đôi giỏ đi ngang nên hỏi. Bà Khanh trả lời rằng xin nghỉ làm ở hợp tác xã một buổi để đi rẫy bẻ bắp. Đến 17 giờ, ông Tê đi một hướng, hai con trai của ông đi hướng khác để xuống suối câu cá. Khoảng một tiếng sau, cha con ông Tê về nhà. 19 giờ, ông Tê sai con nướng cá, vừa câu được để mình nhắm rượu. Tuy nhiên, chưa ăn xong miếng cá thì ông nghe sát lộ có tiếng la hét, rồi một người hàng xóm chạy đến báo, chú ra gấp. Chị Khanh bị trúng gió, là người duy nhất rành thuốc nam trong xóm, ông Tê lập tức chạy đến hiện trường. Tại đây, mẹ của bà Khanh đang ôm xác con gái đầy máu, khóc lóc thảm thiết. Ông Tê đến bắt mạch, vỗ vào bụng nạn nhân, rồi đoán rằng bà đã chết. Lúc này mẹ của nạn nhân chồm tay, nắm lấy ống quần ông Tê nhờ cứu con gái. Máu từ tay bà dính vào ống quần của ông Tê. Từ vết máu này, một ngày sau, ngày 1 tháng 8 năm 1980, Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của, theo sắc lệnh số 03, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tê. Tại cơ quan công an, ông Tê khai rằng vết máu trên ống quần của ông là do dính từ tay của mẹ nạn nhân. Công an huyện Hàm Tân đã xác minh, đối chứng với lời trình bày của các nhân chứng, kết quả phù hợp với lời khai của ông Tê. Tuy nhiên, nửa tháng sau, không hiểu vì lý do gì ông Tê bất ngờ đưa ra lời khai chống lại mình. Ông khai rằng buổi chiều hôm đó ông đi câu, đến 18 giờ thì về nhà. Trên đường ông gặp bà Khanh đang gánh bắp thì dùng tay sạm sỡ và bị bà lấy đòn gánh đánh. Ông Tê giật cây rựa trong gánh bắp của bà và ném trúng đầu nạn nhân. Thấy bà ngã xuống đất, bất tỉnh nên ông Tê cầm cần câu chạy về nhà. Sau khi ông Tê khai nhận, Công an huyện Hàm Tân đã chuyển hồ sơ và di lý ông về phòng cảnh sát hình sự PC14 Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, ông Tê phủ nhận lời khai nhận tội và khai đúng như lời khai ban đầu. Từ đó, ông luôn khẳng định mình vô tội. Ngoài dấu máu dính ở ống quần của ông Tê mà qua xác minh là do mẹ nạn nhân ôm chân ông kêu cứu dính phải, cơ quan điều tra còn phát hiện trên áo và cần câu của ông Tê cũng có vết máu. Tuy nhiên, giám định của Bộ Công an đã kết luận các dấu máu trên không phải là máu người. Sau đó, căn cứ kết quả giám định tử thi, hiện trường và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định không có đủ căn cứ chứng minh ông Tê giết người cướp của. Do đó, vào ngày 30 tháng 12 năm 1980, sau gần 5 tháng tạm giam ông Tê, PC14 ra lệnh tha số 05 trả tự do cho ông. Trong lá đơn gửi Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, anh Võ Ngọc, 57 tuổi, con trai trưởng của ông Tê cho biết, lúc đó anh 16 tuổi đang là học sinh. Suốt buổi chiều anh cùng cha và em đi câu cá, sau đó về nhà anh nướng cá cho cha uống rượu. Vậy mà họ dám kết luận cha anh đã ra tay sát hại thiếu phụ hàng xóm. Ngày cha bị bắt giam, anh Ngọc cũng bị triệu tập làm việc. Một ngày sau thì được cho về. Anh Ngọc cho biết suốt gần 5 tháng cha anh bị giam, gia đình anh sống trong tủi nhục, bị hàng xóm xa lánh, bị coi là quân giết người cướp của. Anh Ngọc và các em lần lượt phải bỏ học vì không chịu nổi búa rìu dư luận. Năm 1985, không thể chịu đựng thêm những gièm pha,
Anh Ngọc đăng ký đi bộ đội tình nguyện tại Campuchia để mọi người có một cái nhìn tốt hơn về gia đình mình. 3 năm sau, tức năm 1988, anh phục viên trở về Việt Nam. Anh càng thương cha hơn khi ông sống như một chiếc bóng. Ngày mẹ là bà Phan Thị Khanh bị sát hại, anh An mới 8 tuổi. Anh nhớ mẹ của anh là một người phụ nữ đẹp, hiền dịu, chịu thương chịu khó. Chồng mất, bà đành gửi đứa con trai lớn cho phía nội ở Bình Định, rồi bế An và Bình Thuận mưu sinh. Ngày qua ngày, nồi cơm đụn, bà Khanh đều dành hết phần khoai lang, còn cơm trắng nhường phần cho mẹ và con trai. Mẹ làm việc suốt ngày, về nhà vẫn không chịu nghỉ ngơi mà vẫn làm việc tới nửa đêm, anh An kể. Chiều muộn ngày 31 tháng 7 năm 1980, cậu bé An buộc phải ở nhà chờ mẹ gánh chuyến bắp cuối từ rẫy về vì mẹ không cho đi cùng. Tuy nhiên, An chờ đến tối vẫn không thấy mẹ về. Khi bà ngoại hớt hải chạy đi tìm mẹ, An sợ quá ngồi khóc thì bỗng nghe văng vẳng bên tai giọng thảng thốt: "Con ơi, mẹ con chết rồi." Câu nói này đã theo anh từ khi còn là một cậu bé cho đến giờ, đã là một người đàn ông trung niên 48 tuổi. Mẹ bị sát hại, An ở với bà ngoại, xong được khoảng một năm thì ngoại cũng đổ bệnh rồi qua đời trong nỗi nhớ thương con gái. Vợ chồng người cậu ở gần đó dọn sang ở căn nhà của mẹ rồi cưu mang An. 3 năm sau, một người bà con sống gần đó thấy thương cậu bé mồ côi nên báo với phía nội đón xe đò đưa An về Bình Định. Năm 1992, khi đó An 19 tuổi, giọng nói thẳng thốt quen thuộc: "Con ơi, mẹ con chết rồi" vẫn văng vẳng bên tai và đeo đuổi An. Tìm hiểu được biết ông Võ Tê bị bắt oan, còn hung thủ thì biệt tâm nên An bắt đầu hành trình truy tìm kẻ sát hại mẹ. Theo hồ sơ, 4 ngày trước khi bà Khanh bị sát hại, ông Trương Đình Chi, còn có tên khác là Trương Đình Khôi, sinh năm 1956, lúc đó 24 tuổi cùng vợ từ xã Hải Tú, huyện Long Phú, Hậu Giang về xã Tân Minh. Vợ chồng ông Chi trước đây ở Tân Minh, đầu năm 1980 vào Hậu Giang sinh sống, nhưng do mâu thuẫn gia đình nên quay về. Vợ ông Chi là chị ruột của vợ ông Phan Thanh, em ruột bà Khanh, nên vợ chồng ông Chi tá túc tại đây. Khi về lại Tân Minh, họ không có tiền, chỉ mang theo 30kg phân bón. Vào buổi chiều mà bà Khanh bị sát hại, không ai nhìn thấy hoặc gặp mặt ông Chi. 2 ngày sau án mạng, vợ chồng ông Chi bất ngờ cho mọi người biết đón xe đi Cam Ranh, bán số phân bón mang theo, lấy tiền chữa bệnh cho con. Tuy nhiên họ không đi Cam Ranh mà quay lại Hậu Giang. Theo nhân chứng B, chỉ 8 ngày sau khi về Tân Minh, ngày 4 tháng 8 năm 1980, vợ ông Chi về lại xã Hải Tú, Long Phú, Hậu Giang, tá túc tại một căn nhà lá bỏ hoang, sát nhà nhân chứng B. Đêm đó thấy có ánh đèn dầu cùng tiếng rầm rì, nhân chứng B lén vạch lá buông ở vách ra xem, thì thấy vợ chồng ông Chi đang kiểm đếm xấp tiền, 2 chiếc cà rá, 1 dây chuyền bị đứt khúc. Sau đó, một thời gian ngắn, vợ chồng ông Chi mua chiếc xuồng với giá 1.400 đồng. Số tiền này là số tiền lớn lúc đó nên nhiều người bất ngờ bởi vợ chồng ông Chi có con bị bệnh, song trước đó còn không có tiền chữa trị cho con. Là một trong 10 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra ở Lạng Sơn, bà Võ Thị Hà ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi đi lễ xong tại ngôi đền ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đoàn khách ra xe về. Vừa đi được vài km, xe ô tô gặp nạn. Thời điểm đó, đa số người có mặt trên xe đang ngủ. Khi nghe tiếng động mạnh, tiếng la hét thất thanh, bà vội vàng tìm kiếm người thân. Gia đình bà Hà có 3 người, đi chuyến xe này gồm 2 vợ chồng và người em chồng, tất cả đều bị thương. Bà Mai Thị Bông, thành phố Hạ Long, một nạn nhân khác của vụ tai nạn kể lại. Lúc lên xe ngồi bà còn thức, nhìn ra đường khá tối, đột nhiên có tiếng va chạm rất mạnh và bà ngất đi. Vài phút sau, bà Bông tỉnh lại thấy xung quanh mọi người kêu khóc, cánh cửa xe khách bật ra. Bà nhanh chóng bò ra khỏi xe, bà Bông bị thương ở mắt. Một người phụ nữ 59 tuổi là nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa về nhà ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Người phụ nữ này cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời kể của người phụ nữ này, đoàn của bà gồm 16 người, cả lái xe, đi lễ đền ở Lạng Sơn từ 4 giờ sáng hôm 30 tháng 10.
Sau khi kết thúc lễ ở các đền, thì đến 2 giờ 7 phút ngày 31 tháng 10, đoàn lên xe để về Quảng Ninh. Xe đi được khoảng 10 phút thì thấy tiếng động rất lớn, liền đó mọi người trong xe bị đẩy về phía trước và đập vào ghế, kèm theo là những tiếng kêu la hoảng loạn. Sau tiếng rầm rất lớn, xe rung lắc dữ dội, vỡ hết cửa kính sổ. Người phụ nữ này ngồi sau ghế lái xe nên bị đập mạnh vào thành ghế, đau nhói vùng bụng. Nhiều người trong xe kêu cứu, lúc này nhìn ra bên ngoài thấy khói bốc cao, bà liền hô hoán mọi người rồi nén đau để trèo ra khỏi cửa sổ thoát thân. Sau vụ tai nạn, tại hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ của xe, nhiều người nằm bất động. Những người còn sống và bị thương được tài xế xe container cùng những người gần đó hỗ trợ thoát khỏi xe và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết trong đoàn có 15 hành khách đi lễ, có hai vợ chồng tổ chức thuê xe, rủ 13 chị em cùng chơi với nhau từ Quảng Ninh lên Lạng Sơn làm lễ. Một người phụ nữ thoát nạn khác cho biết, khi đang nói chuyện với bạn ngồi bên thì chị nghe tiếng rầm, sau đó bị hất văng lên trần xe rồi đập xuống ghế đau điếng. Dù đang rất đau nhưng chị vẫn cố bò ra khỏi cửa kính xe đã vỡ. Ra khỏi xe chỉ vài phút thì chị liệm đi. Lúc tỉnh dậy thì chị đã thấy mình đang được cấp cứu tại bệnh viện vì đa chấn thương. Trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ở Lạng Sơn, có 10 người bị thương hiện đang được các y bác sĩ cứu chữa. Tại hai trung tâm y tế huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, đến trưa 31 tháng 10, có tất cả 10 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn cơ bản ổn định sức khỏe. Trước đó khoảng 2 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10, trung tâm y tế huyện Chi Lăng nhận được tin báo yêu cầu hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn. Đơn vị đã ngay lập tức điều động cán bộ y bác sĩ cùng xe cứu thương đến hiện trường, đưa 7 nạn nhân về điều trị, tuy nhiên một trường hợp đã không qua khỏi trên đường đến trung tâm. Khoảng 3 giờ cùng ngày, khi về đến trung tâm y tế huyện, các nạn nhân bị thương vẫn trong tình trạng hoảng loạn. Bác sĩ đã kiểm tra kịp thời xử lý chấn thương, đồng thời động viên nạn nhân yên tâm điều trị. Tới 9 giờ ngày 31 tháng 10, 3 trong 6 nạn nhân bị thương được đưa vào trung tâm y tế huyện Chi Lăng đã được xử lý vết thương. Những trường hợp này bị thương nhẹ hơn nên sau khi thăm khám, trung tâm đã đồng ý cho nạn nhân chuyển về quê ở tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi điều trị. 3 trường hợp còn lại bị chấn thương phần mặt, sườn đã được điều trị và có thể cho chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi theo nhu cầu. Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng tiếp nhận 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, 2 trường hợp nặng. Sau khi được kiểm tra, các y bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu. Ca mổ thành công, một người xin chuyển về bệnh viện tại Quảng Ninh, một người điều trị tại trung tâm, 2 trường hợp còn lại xin chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Cơ quan chức năng vừa thông tin danh tính các nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa một xe khách 16 chỗ và 2 xe đầu kéo vừa xảy ra ở Lạng Sơn. Theo thông tin mới nhất được cập nhật, vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương. Các nạn nhân tử vong gồm Cao Văn Toàn sinh năm 1992, trú Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh; Ngô Thị Nga sinh năm 1971; Bùi Thị Thủy sinh năm 1970; Trần Thị Thanh sinh năm 1952; Bùi Đức Thuận sinh năm 1980. Các nạn nhân bị thương gồm Võ Thị Hà sinh năm 1963, Lê Thị Nhàn sinh năm 1970, Mai Thị Bông sinh năm 1948, Nguyễn Thị Loan sinh năm 1969, Vũ Thị Thanh sinh năm 1968, Nguyễn Thị Ngoan sinh năm 1964, Bùi Duy Quân sinh năm 1967, Vũ Công Tiến sinh năm 1960, Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1978, Vũ Thị Thúy sinh năm 1971, đều ở Quảng Ninh. Xe khách loại 16 chỗ do tài xế QDT, tên viết tắt, 57 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh điều khiển. Danh tính hai tài xế lái xe đầu kéo được xác định là anh NVT, tên viết tắt, 38 tuổi, trú tại Bắc Giang, và anh Nguyễn Thành B, tên viết tắt, 27 tuổi, trú tại Bình Định, điều khiển. Ngày 27 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 đã bắt Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Dương; Lâm Phúc Lợi, sinh năm 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2001, ngụ tỉnh Bến Tre, để điều tra về tội cướp tài sản. Trong số này, Mỹ và Lợi là hai thanh niên đã xông vào chi nhánh ngân hàng Sacombank, phòng giao dịch Nhị Xuân, trực thuộc chi nhánh Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, dùng súng uy hiếp, cướp đi số tiền hơn 3 tỷ đồng mà báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Trước đó khoảng 10 giờ 40 ngày 24 tháng 10, công an thành phố nhận được thông tin về việc xảy ra vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín Sacombank thuộc đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc trên, ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an huyện Hóc Môn, phòng cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản. Căn cứ thông tin thu thập tại hiện trường và đặc điểm các đối tượng gây án,
Các lực lượng của Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa Vũng Tàu truy xét các đối tượng theo dấu vết nóng. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, quyết tâm của lực lượng tham gia phá án cùng sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các tỉnh, chỉ sau 22 giờ gây án, lực lượng phá án đã truy bắt được Mỹ khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài. Các lực lượng cũng phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ Lợi khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và bắt giữ Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Công an thu hồi số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt tại phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và các tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả. Cả ba đã tham gia hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội Facebook để kết bạn, nhắn tin, trao đổi với nhau. Khoảng đầu tháng 10 năm 2023, các đối tượng bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi đã đặt mua trên mạng xã hội hai khẩu súng tự chế. Tiếp đó đặt mua xe máy và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án, đồng thời phân công Nguyễn Thị Bích Tuyền thuê xe ô tô mang biển giả để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát. Vào khoảng 8 giờ ngày 24 tháng 10, Tuyền điều khiển xe ô tô nêu trên chở Mỹ, Lợi điều khiển xe gắn máy cùng di chuyển đến gần phòng giao dịch Nhị Xuân để quan sát, chờ thời cơ thuận lợi. Đến khoảng 10 giờ 30, Lâm Phúc Lợi cùng Nguyễn Ngọc Mỹ di chuyển đến trước phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, sử dụng súng uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng. Cùng lúc đó, Lâm Phúc Lợi vào phía trong quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi bằng xe mô tô để tẩu thoát. Khi đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân, thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lâm Phúc Lợi dùng xăng đã chuẩn bị từ trước để đốt xe mô tô, quần áo, ba lô để xóa dấu vết. Sau đó, Tuyền đến đón và lẩn trốn tại nhiều địa điểm thuộc quận 12. Chiều cùng ngày, các đối tượng di chuyển bằng taxi đến thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gặp nhau, chia số tiền vừa cướp được. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Như báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, đến 15 giờ ngày 20 tháng 4, tại hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy chứng cứ, dấu vân tay của đối tượng ở hiện trường. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tổ chức các tổ truy bắt đối tượng gây án. Nhận định ban đầu của đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng cho thấy, đối tượng đã nghiên cứu kỹ địa thế của ngân hàng này. Hắn cũng đã tính toán đường di chuyển đến đường tẩu thoát khi cướp được tiền. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ sót một chi tiết hết sức đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng khiến đối tượng nhanh chóng bị xa lưới. Sau 36 giờ gây án, nghi phạm Lê Phú Cao, 32 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng bị bắt giữ. Từ lời khai và những chứng cứ cho thấy, kẻ cướp đã lên kế hoạch rất kỹ cho việc gây án và hành trình tẩu thoát của mình. Theo điều tra ban đầu, Cao thiếu nợ và muốn có tiền tiêu xài nên lập kế hoạch cướp ngân hàng. Cao mua roi điện, súng nhựa để khi vào ngân hàng lấy ra đe dọa. Cao mượn xe bạn gái và lấy biển số giả 43F1428... để gắn vào. Anh ta còn chuẩn bị trong cốp xe các vật dụng cần thiết để thay đổi nhận dạng bên ngoài để tránh sự truy bắt sau khi thực hiện trót lọt. Chiều ngày 20 tháng 4, Cao chạy xe tay ga hiệu Yamaha Noja Grande màu xám đến phòng giao dịch ngân hàng, dựng xe bên ngoài rồi lượn một vòng qua trước trụ ATM để thám thính bên trong. Khi thấy vắng người, Cao liền xông vào, dùng xoay điện và súng ngắn để đe dọa, buộc bảo vệ phòng giao dịch đứng sát vào tường. Sau đó, Cao tự đi đến lấy cọc tiền tại một bàn giao dịch và buộc nhân viên phòng giao dịch đưa thêm một số cọc tiền, bỏ vào bao ni lông rồi bỏ chạy ra ngoài. Cao lao xe trên đường Đống Đa được hơn 100m thì lập tức rẽ vào đường Châu Văn Liêm ra đường 3 tháng 2 rồi qua cầu Thuận Phước để qua quận Sơn Trà. Anh ta chạy vào một bãi rác trên đường Dương Lâm, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, vứt bỏ mũ, áo khoác. Rải rác tại trong các bụi cỏ ven đường, Cao đã đổi dép, mũ bảo hiểm, cả biển số xe máy và thay đổi bộ quần áo đã mặc khi vào ngân hàng thực hiện vụ cướp. Tiếp đó, Cao chạy xe ra đường Trần Hưng Đạo, lên cầu Sông Hàn, tiếp tục hành trình tẩu thoát. Cao xem thông tin, thấy hình ảnh của mình trích xuất từ camera được đăng tải trên báo. Cao đã đi cắt tóc để thay đổi nhận dạng. 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội nhận được tin báo về việc anh Vũ Văn Tuấn, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, phát hiện một xe máy Honda Lead
đổ nghiêng trên vỉa hè đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, trong tình trạng chìa khóa vẫn cắm ở ổ điện. Ở móc xe có treo một túi sách. Anh Tuấn mở túi xem thì thấy bên trong có hai chiếc điện thoại, hai thẻ ATM và một chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Thanh Huyền. Sau đó, anh Tuấn gọi điện đến số điện thoại gần nhất là số anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của nạn nhân, trú tại phố Hàng Thiết, Hà Nội. Sau khi nghe thông báo, anh Huy đã đến hiện trường và trình báo cơ quan công an. Theo trình báo của anh Huy, cuộc điện thoại cuối cùng của Lê Thị Thanh Huyền vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm 2023. Sau đó 11 giờ sáng cùng ngày thì điện thoại tắt máy không liên lạc được. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 20 tháng 10, anh Huy nhận được một cuộc điện thoại lạ nói là tìm thấy xe máy của chị Huyền tại khu vực Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Trên chiếc xe còn nguyên chìa khóa và tài sản. Sau khi tiến hành khám nghiệm sơ bộ, cơ quan điều tra ban đầu xác định hiện trường chiếc xe máy chỉ là hiện trường của vụ án nếu có. Cơ quan công an cũng loại trừ đây là vụ án giết người cướp của vì chiếc xe lít cùng đồ đạc tài sản vẫn còn nguyên. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là tìm tung tích chị Huyền. Sau một thời gian, cơ quan công an xác định trong các quan hệ công việc, gia đình, bạn bè của chị Huyền đều không thấy nổi lên mâu thuẫn nào đủ để khiến cho chị bị bắt cóc hoặc sát hại. Do đó, công tác điều tra nhanh chóng được chuyển sang một hướng khác. Lúc này, gia đình chị Huyền có cung cấp một thông tin quan trọng là thỉnh thoảng chị vẫn nửa đùa nửa thật là sắp tới chị sẽ đi giải phẫu thẩm mỹ để cứu vãn tuổi thanh xuân. Người em ruột của chị cũng cho biết có lần chị Huyền bảo là sẽ đi làm đẹp tại một spa trên phố Xã Đàn. Lập tức, các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự đã bủa đi rà soát không chỉ các thẩm mỹ viện trên phố Xã Đàn và hàng trăm cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ khác trên địa bàn thành phố. Chị Huyền cũng có tâm sự với một số người quen tại nơi làm việc rằng có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Đến 21 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2013, cơ quan điều tra xác định chị Huyền có đến thẩm mỹ viện Cát Tường, có trụ sở tại số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng để hút mỡ và nâng ngực. Cơ sở thẩm mỹ này được thành lập bởi thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Mặc dù thẩm mỹ viện này đã được cấp giấy phép kinh doanh nhưng chưa có giấy phép của Sở Y tế Hà Nội về hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, ông Tường vẫn tiến hành các hoạt động hút mỡ nâng ngực cho khách. Những nhân viên cơ sở thẩm mỹ này được triệu tập và đã khai nhận sau khi làm thủ tục gây mê để làm mắt, chị Huyền đã tắt thở. Thời điểm tử vong vào khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân tắt thở, những nhân viên này đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuống sông Hồng, rồi mang xe máy của nạn nhân lên Sài Đồng, tạo hiện trường giả. Anh Huy, chồng chị Huyền cũng cung cấp một bằng chứng là phiếu thanh toán tại cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường ghi ngày 18 tháng 10 được tìm thấy khi anh Huy giặt quần áo cho vợ. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã tổ chức truy bắt đối với nghi phạm Nguyễn Mạnh Tường và đến sáng đã bắt giữ được ông Tường tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai. Chiều ngày 22 tháng 10 năm 2013, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường. Cảnh sát điều tra đã dẫn giải nghi phạm Nguyễn Mạnh Tường ra cầu Thanh Trì để thực nghiệm hiện trường vụ nghi làm chết bệnh nhân rồi phi tang xuống sông. Thông tin về vụ án, Công an thành phố Hà Nội, chị Huyền đã đặt cọc 50 triệu đồng ở thẩm mỹ viện Cát Tường và nhận giấy hẹn phẫu thuật vào 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10. Đúng hẹn, chị Huyền đến thẩm mỹ viện làm thủ tục chuẩn bị phẫu thuật. Khoảng 12 giờ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và ba y tá của trung tâm gồm chị Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa và Nguyễn Thị Ngọc Tư đã gây mê, hút mỡ, nâng ngực cho chị Huyền. Theo lời khai ban đầu, bác sĩ Tường dùng kim tiêm dung tích 50cc hút khoảng một ống mỡ, sau đó bơm lượng mỡ vừa hút được vào hai ngực của chị Huyền. Đến 16 giờ, ca phẫu thuật hoàn thành, chị Huyền được ba nhân viên đưa ra ngoài nằm nghỉ. Tới 16 giờ 30, chị Huyền có biểu hiện co giật chân tay, sùi bọt mép. Bác sĩ Tường đã trực tiếp tiêm thuốc chống sốc cho chị Huyền, sau đó rời khỏi thẩm mỹ viện. Đến 17 giờ 45 phút, chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch yếu và các nhân viên đã thông báo cho bác sĩ Tường. Bác sĩ này quay lại thẩm mỹ viện hướng dẫn nhân viên truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, thực hiện các biện pháp cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Khi thấy chị Huyền tử vong, bác sĩ Tường cho nhân viên của thẩm mỹ viện về, rồi cùng một số người tẩu tán đồ đạc, giấy tờ, hồ sơ có liên quan trên máy tính. Tối cùng ngày, bác sĩ Tường cùng nhân viên bảo vệ là Đào Quang Khánh mang thi thể chị Huyền xuống ô tô. Khánh chạy xe máy của chị Huyền đi trước
bác sĩ Tường lái ô tô đi sau, vòng lên đê Vĩnh Tuy và sang Cổ Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Sau đó, Khánh vứt xe máy lại đường Cổ Linh và lên ô tô cùng bác sĩ Tường, chở xác chị Huyền vòng lên đường đê, đi về phía cầu Thanh Trì. Đến 23 giờ 30, từ giữa cầu Thanh Trì, bác sĩ Tường cùng Khánh khiêng chị Huyền vứt xuống sông. Thời điểm đó, Đào Quang Khánh mới là một thiếu niên 17 tuổi. Theo lời Khánh, học hết lớp 9, cậu ta xin vào các trường làm bảo vệ, nhận lương thử việc 4 triệu đồng một tháng. Chiều 19 tháng 10 năm 2013, cả thẩm mỹ viện nhốn nháo do chị Huyền tử vong sau khi nâng ngực và hút mỡ. Khánh được ông chủ, tức bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, yêu cầu dùng xe máy của chị Huyền chở ông ta từ đường Giải Phóng về bệnh viện E, lấy xế hộp đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Khánh khai, ban đầu em cũng không muốn dây dưa vào việc này, nhưng anh Tường hứa trả 100% lương và nhận vào làm biên chế nên em nhận lời. Dọc đường quay về thẩm mỹ viện Cát Tường, Khánh chạy xe máy sau ô tô của ông Tường. Đến ngõ 92 phố Trần Cung, ông Tường bảo Khánh chờ bên ngoài. Ít phút sau đi ra, ông ta cầm theo 4 túi ni lông khá to. Lúc này, trong thẩm mỹ viện Cát Tường không có người. Các nhân viên theo chỉ đạo trước đó của ông Tường đã về hết, tiệm đóng cửa từ lâu. Khánh cùng ông Tường khiêng xác chị Huyền ra chiếc ô tô đổ sát cửa. Khi ô tô chuyển bánh, Khánh đi xe máy của chị Huyền theo sau. Khánh nói, anh ấy lái xe theo hướng đường Bưởi rồi sang cầu Vĩnh Tuy. Do không thấy thuận lợi để phi tang, họ tiếp tục sang đường Thạch Bàn, quận Long Biên. Đến đường Cổ Linh, Khánh để lại xe máy ở vỉa hè, lên ô tô ngồi cùng ông Tường. Xe chạy về hướng cầu Thanh Trì, khoảng 2-3 giờ hôm đó, đến giữa cầu, hai người bê nạn nhân qua thành cầu cao hơn 1 mét, vứt xuống dòng nước chảy xiết. Trước khi về nhà, Khánh được ông Tường dặn không nói cho ai biết, hứa hẹn sẽ thực hiện việc tăng lương. Hôm sau, Khánh vẫn đi làm bình thường. Dù đã khởi tố vụ án, bắt giam bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và có những lời khai từ bác sĩ Tường cũng như những người liên quan. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền cũng phải kéo dài đến 10 tháng mới có kết quả. Gia đình chị Huyền đã thuê thuyền đi tìm kiếm suốt nhiều đêm, huy động bạn bè, người thân, nội ngoại, tiếp tục đi dọc theo sông Hồng và từ Nam Định nhưng không dò ra manh mối. Anh Huy chồng chị Huyền đã đi đến các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên để hỏi thông tin. Tối mùng 10 tháng 11 năm 2013, ông Phạm Đức Quang, cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết, gia đình đã đổi hướng tìm nạn nhân trên cạn, theo hướng dẫn từ các nhà ngoại cảm hoặc những người báo mộng. Theo thông tin, ông Quang chia sẻ, gia đình ông đã tập trung người đi về phía bắc sông Hồng, tìm ở địa điểm cách cầu Thăng Long 7 km. Theo hướng dẫn, có thể thi thể nạn nhân Huyền ở một trong hai ngôi nhà hoang trên bờ. Tuy nhiên, không có ngôi nhà hoang nào và cuộc tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả mong muốn. Trước đó, một người dân tên Linh ở Bắc Giang liên lạc với ông Quang kể về giấc mộng của mẹ anh Linh. Được chị Huyền về báo mộng, thi thể đã bị bác sĩ Tường chia làm 4 túi, phi tang tại nghĩa địa gần quê của bác sĩ Tường ở Lý Nhân, Hà Nam. Sau khi gia đình bàn bạc đã quyết định cử một đoàn đi tìm kiếm, do ông Quang trực tiếp tham gia đến tận những nghĩa trang xung quanh khu vực nhà của ông Tường và nhiều xã xung quanh để tìm kiếm suốt một ngày nhưng không thấy kết quả. Ngày 25 tháng 11 năm 2013, trao đổi với phóng viên, mẹ của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết, khi nhận được thông tin của một số nhà ngoại cảm nói thi thể của con gái vẫn nằm ở bên trong thẩm mỹ viện Cát Tường, bà cùng nhiều người thân đã đến cơ sở này để tìm kiếm thi thể con gái. Mẹ nạn nhân nói, tôi có bắt gặp chị Hằng, vợ của bác sĩ Tường đang ở đây nên đã nói rằng muốn tìm kiếm lại ở bên trong cho yên tâm. Không chỉ tìm các góc bên trong thẩm mỹ viện, gia đình chị Huyền còn tìm kiếm cả khu vực bể phốt vì lo ngại thi thể chị bị giấu ở đó, nhưng cũng không thấy. Về phía đội tìm kiếm, Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an thành phố Hà Nội nhận định, cơ quan điều tra đã không lấy lời khai của nghi can để làm căn cứ duy nhất mà dựa trên quá trình điều tra kết hợp với nhân chứng để tìm kiếm nạn nhân. Ngoài việc bác sĩ Tường khai ném xác phi tang, ít nhất còn hai người nữa cũng có lời khai như vậy. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội phê chuẩn các quyết định và lệnh khởi tố Nguyễn Mạnh Tường với hai tội danh gồm vi phạm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất và chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và xâm phạm thi thể mộ mã hài cốt. Vào thời điểm khoảng 40 ngày sau khi xảy ra sự việc, chia sẻ kiến thức về pháp y, tử thi và những ý kiến của ông đối với trường hợp nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường, bác sĩ Phạm Kim Bình, trưởng khoa giải phẫu bệnh pháp y Bệnh viện Việt Đức cho hay, thời điểm đó thi thể đã bị phân hủy
Nếu tìm được thi thể từ những ngày đầu, đội ngũ pháp y có thể tìm ra tình trạng nạn nhân trước khi tử vong trước hay sau khi xuống nước, nguyên nhân tử vong, từ đó có thể định tội của bác sĩ Tường một cách chính xác. Nhưng nếu đã bị phân hủy hết, rất khó có thể tìm kiếm được thêm thông tin gì. Trong trường hợp nếu bác sĩ Tường bọc kính nạn nhân như trong túi ni lông, bao tải, thì dù có phân hủy phần mềm thì xương cũng không bị thất thoát. Tìm được xương sẽ là điều may mắn. Bên pháp y sẽ có nhiều thông tin để điều tra hơn. Còn nếu không được bọc trong túi, xương thất thoát thì đó quả thực là điều bất hạnh cho gia đình nạn nhân. Mãi tới tháng 7 năm 2014, tức là 10 tháng sau khi vụ án xảy ra, công an nhận được tin báo phát hiện một thi thể tại bến đò Vân Đức, cách cầu Thanh Trì, nơi bác sĩ Tường ném xác nạn nhân khoảng 3 km dọc theo đường sông Hồng, nghi là nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Công an đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân để khám nghiệm, phục vụ điều tra. Mặc dù thi thể đã bị phân hủy mạnh đến không nhận diện ra, nhưng bên ngoài có những đặc điểm được cho là giống với chị Lê Thị Thanh Huyền. Nạn nhân trong vụ bác sĩ cắt tường, như mặc quần đen, áo hoa đen trắng, khá giống với trang phục của chị Huyền. Đặc biệt trong ống quần thi thể có chứa chất rắn như bê tông. Thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, không có đầu, chân tay rời ra. Theo đại diện gia đình chị Huyền, do thời gian mất tích xảy ra quá lâu, cùng với việc thi thể phát hiện không đầy đủ, nên phải chờ kết luận cuối cùng của việc giám định ADN. Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội tiến hành trưng cầu giám định, điều tra tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Các giám định viên của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã giám định, đã có cơ sở truy nguyên ra xác của chị Huyền. Cơ sở của kết luận này là việc lấy mẫu ADN của mẹ đẻ và con chị Huyền. Sau khi giám định và so sánh với mẫu mà cơ quan điều tra trưng cầu giám định, kết quả cho thấy có mối quan hệ cùng huyết thống. Cuối cùng, sau một quá trình vất vả và gian truân, thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền đã được tìm thấy. Đây là một yếu tố rất quan trọng trong việc điều tra và xử lý chính xác, đúng tội danh đối với đối tượng gây án, chính là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Cũng từ đây, nhiều bí mật về vụ án gây rúng động một thời dần được hé lộ. Chiều 5 tháng 8 năm 2014, tại cuộc họp báo do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Công an thành phố Hà Nội chính thức công bố thông tin mới về hai vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Thượng tá Võ Hồng Phương, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ án xảy ra ngày 19 tháng 10 năm 2013. Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường, nguyên giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường về tội danh vi phạm quy định khám chữa bệnh và xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt. Bị can Đào Quang Khánh tội xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt và trộm cắp. Do không tìm thấy xác nạn nhân nên quá trình điều tra xét xử gặp không ít tranh cãi, nhất là việc xác định tội danh bị can Tường. Đến ngày 18 tháng 7, xác một người phụ nữ nghi là chị Huyền đã được phát hiện tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Qua phân tích ADN từ mẫu xương thi thể, niêm mạc và mẫu tóc của người thân chị Huyền, cơ quan giám định xác định thi thể trên là chị Huyền. Pháp y tiếp tục xác định khi ném xác xuống sông, nạn nhân còn sống hay đã chết. Nguyên nhân tử vong của chị Huyền căn cứ để xác định tội danh của bị can Nguyễn Mạnh Tường đang được làm rõ. Về việc xác nạn nhân có bê tông trong ống quần, Đại tá Viễn khi đó cho biết chưa thể khẳng định có hay không bê tông trong thi thể được tìm thấy. Ngoài ra các mảnh thi thể không đầy đủ, thiếu phần đầu và tứ chi nên chưa thể kết luận được có phải do bị cắt thành từng mảnh hay không. Tuy nhiên, khi nhìn lại phản ứng của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, bị can chính của vụ án trong suốt quá trình điều tra, đối chiếu với hiện trạng lúc chị Huyền được tìm thấy, người ta lờ mờ nhận ra một điều khác. Bị can Nguyễn Mạnh Tường từng nói, tôi đã cố gắng cứu chữa cho chị nhưng mọi việc đã diễn ra không như mong đợi. Tôi là một bác sĩ có đời sống tâm linh. Nếu tôi phạm tội giết người như cách các luật sư kiến nghị, thì ở dưới suối vàng, chị Huyền sẽ là người chứng giám cho tôi rằng tôi không giết chị ấy. Cho đến khi ra tòa, tại phiên xét xử sơ thẩm, bác sĩ Tường khi không xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân, bác sĩ này vẫn khẳng định mình đã cố gắng cứu nạn nhân, còn việc phi tang xác là do hành động theo sự suối bậy của người khác. Bác sĩ Tường nói, khi thấy chị Huyền chết, bị cáo rất hoảng loạn. Lúc này, bị cáo Đào Quang Khánh, bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường hiến kế phi tang xác chị Huyền xuống sông. Bị cáo hoàn toàn hoảng loạn, không nghĩ được gì nên làm bừa, lúc tỉnh táo chắc sẽ không làm việc đấy. Không biết đã có bao nhiêu đội tìm kiếm của công an, người dân địa phương, thợ lặn, thậm chí cả nhà ngoại cảm cùng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân xấu số. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều tháng, trải rộng trên nhiều km xung quanh khu vực cầu Thanh Trì, tới tận cửa biển Ba Lạc, Thái Bình.
nhưng kết quả vẫn là con số 0. Theo thông tin trên báo chí, trong 3 tháng đầu tiên, gia đình nạn nhân đã phải bỏ ra đến 600 triệu đồng cho việc tìm kiếm. Hàng loạt câu hỏi đặt ra để khoanh vùng khu vực tìm kiếm, hòng nhanh chóng thu được kết quả. Vì sao xác chị Huyền không nổi? Vị trí phi tang đích xác là ở đâu? Hung thủ có đặt vật nặng hay thực hiện hành vi xâm phạm nào khác lên nạn nhân để cản trở việc tìm ra chị hay không? Người biết rõ điều này chỉ có bác sĩ Tường. Thế nhưng, từ đầu đến cuối bị can này chỉ nói đã phi tang xác nạn nhân trên cầu Thanh Trì, không có thêm bất cứ chi tiết định hướng nào để hỗ trợ điều tra. Trong khi đã nhiều tháng mà chị Huyền vẫn bạc vô âm tính, không một đội tìm kiếm nào bắt được chút manh mối, thì người trực tiếp khiến chị mất tích chỉ bày tỏ một sự ngạc nhiên. Tới ngày 6 tháng 8 năm 2014, cơ quan điều tra chưa lý giải được vì sao thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn. Do quá trình phân hủy hay do đã có sự xâm hại từ trước đó nhằm xóa dấu vết, che đậy nhân thân của người chết trong trường hợp xác bị phát hiện? Dấu vết bê tông trên thi thể nạn nhân là gì? Có phải là để nhấn chìm mãi mãi một con người dưới lòng sông, xóa sạch hoàn toàn chứng cứ phạm tội? Nhiều thông tin quan trọng trong vụ án này vẫn còn ở trong một bức màn bí mật. Điều này phần nào khiến dư luận quan tâm đến vụ án thấy nóng lòng và nghi hoặc nếu thi thể nạn nhân thực sự đã bị can thiệp nhiều hơn những gì bị can Tường khai trước đó. Điều này khiến người ta đặt dấu hỏi lớn về sự thành khẩn, ăn năn hối hận của vị bác sĩ. Thêm nữa, nếu sự tàn phá trên thi thể và gây trở ngại cho việc tìm xác là có chủ đích, thì hành vi của bác sĩ Tường hoàn toàn không phải trong cơn hoảng loạn, không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa, mà là sự bình tĩnh và lạnh lùng ngoài sức tưởng tượng. Ngoài ra, không thể bỏ qua vai trò của vợ bị can Tường, bà Nguyễn Thị Hằng, người có mặt trên xe lúc Tường và Khánh chở thi thể chị Huyền đến cầu Thanh Trì. Theo kết luận điều tra, người phụ nữ này cho biết mình đã ngăn cản bác sĩ Tường nhưng không được và do lo sợ nên không dám trình báo. Thế nhưng, nếu xác định được việc phi tang có sự chuẩn bị kỹ càng chứ không phải là hành vi bộc phát trong lúc hoảng hốt, thì rất có khả năng vụ án đã bỏ lọt một đồng phạm. Những chi tiết đau lòng mà người ta chỉ thấy được khi tìm thấy thi thể chị Huyền đã không hề được đả động trong bất cứ khẩu cung nào của bị can. Bác sĩ Tường sẽ trả lời như thế nào trước nỗi đau đớn khủng khiếp của gia đình chị Huyền trong mấy trăm ngày đêm ròng rã trong tìm thân xác đứa con xấu số? Trong vụ án này, không thể bỏ qua vai trò của vợ bị can Tường, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội xác định, bà Nguyễn Thị Hằng chính là người thứ ba cùng ngồi trên ô tô trong lần đi ném xác chị Lê Thị Thanh Huyền. Theo kết luận điều tra, người phụ nữ này cho biết mình đã ngăn cản bác sĩ Tường nhưng không được và do lo sợ nên không dám trình báo. Trong văn bản kiến nghị gửi các cơ quan liên quan, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng đưa ra những lời khai chi tiết của các y tá có mặt trong ekip thực hiện phẫu thuật cho nạn nhân. Qua đó chứng minh một điều rằng, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã cố tình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khi nạn nhân đã có những biểu hiện bất thường. Tại bút lục 910, ngày 25 tháng 10 năm 2013, khi được hỏi, trong suốt quãng thời gian chị Huyền bị co giật đến khi chị Huyền tử vong, bác sĩ Tường có hành động, động thái gì không? Thì y tá Nguyễn Ngọc Thư khai, bác sĩ Tường không có hành động động thái gì cả. Bác sĩ Tường bỏ mặc chị Huyền ở đó. Bác sĩ Tường bỏ đi đâu, làm gì tôi không rõ. Chúng tôi gọi mãi, bác sĩ mới về thẩm mỹ viện. Còn y tá Bùi Thị Hoa khai, sau khi cùng bác sĩ Tường đưa chị Huyền ra phòng hậu phẫu để nghỉ, lúc đó chị Huyền vẫn đang lên cơn co giật. Anh Tường bảo y tá Thư theo dõi, còn tôi và Vân vào phòng phẫu thuật thu dọn đồ đạc, còn bác sĩ Tường đi ra ngoài trung tâm phẫu thuật ngay sau đó. Khi bác sĩ Tường và bạn gái đang đi lễ chùa quán sứ thì nhận được điện thoại của nhân viên thông báo tình trạng chị Huyền đang nguy cấp vì có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Trong trường hợp này, bắt buộc bác sĩ Tường phải ra y lệnh cho nhân viên đưa chị Huyền đến cơ sở gần nhất để cấp cứu. Nhưng trên thực tế, Tường đã không làm những điều đó mà bắt nhân viên đợi anh về xử lý. Theo đó, trong các lời khai của Phó Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, tên Mai, chị cũng đã nhiều lần gọi điện thông báo tình hình và hỏi ý kiến về việc đưa chị Huyền đi cấp cứu. Nhưng Tường một mực nói anh đang về, chờ anh về xử lý. Khi hỏi y tá Thư về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền, Thư khai, theo tôi, nếu bác sĩ Tường cấp cứu kịp thời hoặc đưa chị Huyền vào bệnh viện thì có thể chị Huyền chưa chết, cũng có thể do tiêm quá nhiều thuốc tê và thuốc an thần dẫn đến chị Huyền bị sốc. Cuối cùng thì chị Huyền cũng đã được trở về với gia đình nhưng không còn nguyên vẹn. Khi những câu hỏi nhức nhối vẫn còn đó,
Chiều 7 tháng 8 năm 2014, có hai thanh niên ở Hà Nam tới nhà gia đình chị Huyền, thông báo rằng họ tìm thấy một phần đầu nghi của chị Lê Thị Thanh Huyền ở Hà Nam. Gần đây, khi hai tên tìm thấy thi thể của chị Huyền nhưng thiếu phần đầu, người này mới nhớ lại sự việc. Và đó cũng là lý do hai thanh niên này tìm tới nhà chị Huyền báo tin. Chiều 9 tháng 8 năm 2013, Thượng tá Phạm Kiên Cường, trưởng Công an huyện Duy Tiên, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã đem chiếc sọ người được tìm thấy tại Bãi Nổi thuộc xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đi giám định. Trong khi đó, gia đình chị Huyền đã tiếp tục thuê người tới khu vực bến đò Văn Đức, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nơi nhiều ngày trước phát hiện được thi thể nạn nhân để tìm kiếm phần thi thể còn lại.